Cá nanh heo giá bao nhiêu 1 kg? Mua, bán ở đâu? Nấu món gì? Trong những năm gần đây cá nanh heo là một trong những hải sản được nhiều người tìm mua nhất, bởi giá trị dinh dưỡng cũng như hương thơm mà thịt của loài cá này mang lại. Cá nanh heo được đánh giá có phần thịt thơm như thịt gà và dai như thịt bò. Không những vậy chúng còn là một trong những loại hải sản lành tính, dễ nấu, dễ chế biến ngay tại nhà. 1. Nguồn gốc của cá nanh heo Cá nanh heo là một trong những loài cá lạ mới được phát hiện trong những năm gần đây. Cá nanh heo hiện đã đã trở thành một trong những đặc sản biển không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều du khách. Cá nanh heo hay còn được biết đến với cái tên là cái tai tượng biển. Chúng thuộc bộ cá vượt và nằm trong họ cá tai tượng với khoảng 8 chi, với 15 loài khác nhau. Cá nanh heo sống ở dưới đáy đại dương nơi có những tảng đá ngầm và san hô ở vùng biển Thái Bình Dương. 2. Đặc điểm của cá nanh heo cá nanh heo có da dày và cứng hơn so với những con cá cùng kích thước khác. Không những vậy, chúng còn có vẻ ngoài rất bắt mắt, với những đường vân sọc vàng chạy dọc cơ thể và có một chiếc đuôi màu vàng nổi bật. Cá nanh heo có răng cứng và dài đặc biệt là răng nanh của chúng cứng và cong lại giống như nanh heo. Có lẽ vì vậy mà người đời mới gọi chúng là cá nanh heo. 3. Cá nanh heo sống ở đâu? Cá nanh heo sống ở độ sâu vài trăm mét, chúng sống len lỏi trong những dạng san hô ở đáy biển. Chính vì vậy, việc đánh bắt được loài cá này không hề dễ dàng. Đánh bắt cá nanh heo không thể dùng lưới mà phải sử dụng cần và câu từng con một. 4. Cá nanh heo làm món gì ngon? Được biết đến là một trong những món đặc sản quý của biển cả. Cá nanh heo cũng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Cá nanh heo xào lăn. Bạn có thể tìm ăn cá nanh heo tại nhiều cửa hàng hải sản ở Nha Trang với giá rẻ hơn nhiều so với những cửa hàng bán đồ hải sản ở đất liền. Khi đó nhất định bạn phải nếm thử món cá nanh heo xào lăn dai dai, giòn giòn. Bước 1, chuẩn bị nguyên liệu: cá nanh heo, ớt tươi, xả tươi và một số gia vị khác. Bước 2, làm sạch thịt cá nanh heo bằng cách cạo sạch vảy cá, làm sạch ruột cá, bỏ mang cá và cắt bỏ vây cá. Bước 3, cá nanh heo sau khi làm sạch thì lọc lấy thịt và rút xương răm, sau đó thái miếng thịt cá nanh heo. Bước 4, ướp cá nanh heo với bột ngọt, muối ăn, ớt tươi xả tươi khoảng 20 phút. Bước 5, đặt chảo lên đun sôi dầu, mở to lửa. Bước 6, cho thịt cá nanh heo vừa ướp vào đảo đều cho đến khi thịt săn lại thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Cá nanh heo sông nướng. Người ta ví thịt cá nanh heo có mùi thơm bay xa hơn cả mùi thơm cây cửu lý hương. Điều này không phải nói quá khi bạn được một lần nếm thử món cá nanh heo sông nướng. Bước 1, chuẩn bị nguyên liệu, cá nanh heo tươi sống, xả tươi, ớt, gừng và gia vị khác. Bước 2, sau khi rửa sạch cá nanh heo thì lấy dao khứa nhẹ hai bên thân cá để thịt cá dễ ngấm gia vị. Bước 3, ướp cá nanh heo với xả, ừng, ớt băm nhỏ thêm một chút muối ăn và bột ngọt. Bước 4, sau khi ướp cá được khoảng 15 phút thì cho cá nanh heo vào bọc giấy bạc và nướng đút lò. Bạn cũng có thể nướng cá nanh heo bằng than hoa nếu có điều kiện nướng cá ngoài trời. Bước 5, khi cá chín thưởng thức với nước mắm chanh tỏi ớt. Cá nanh heo chiên giòn có một câu vẻ rất hay của người ngư dân về cá nanh heo, ăn một miếng nanh heo kéo được 10 cái neo. Chỉ một câu ví vui, tiêu táo của người dân biển nhưng chúng ta có thể cảm nhận được những giá trị dinh dưỡng của món cá biển này mang lại. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu gồm cá nanh heo, ớt tươi, xả gừng và gia vị khác. Bước 2. Làm sạch cá nanh heo sau đó lột ra và loại bỏ xương. Bước 3. Ướp thịt cá nanh heo với xả tươi, ớt và gừng để khử tanh. Có thể thêm một chút muối ăn và bột ngọt. Bước 4. Đun sôi chảo dầu và cho thịt cá nanh heo cùng ra vào chiên giòn trong dầu. Bước 5. Khi ra cá và thịt chín giòn thì cho ra đĩa để thưởng thức. Cá nanh heo nấu cà ri Thịt cá nanh heo được người ta miêu tả hấp dẫn đến nỗi vừa mang tính hải vị vừa mang tính sơn hào. Thật hiếm có loài cá nào vừa mang hương vị của biển cả lại vừa mang hương vị của núi rừng. Để có thể cảm nhận rõ hương vị núi rừng hòa quyện nhất định bạn phải nếm thử món cá nanh heo nấu cà ri một lần. Bước 1. Chuẩn bị thịt cá nanh heo được cắt miếng, làm sạch và được rút bỏ xương, bột cà ri, ớt tươi, xả và gừng. Bước 2, ướp thịt cá nanh heo với bột cà ri, ớt tươi cắt miếng, xả tươi, gừng cắt lát thêm bột ngọt và muối ăn cho vừa. Bước 3, ướp thịt cá trong khoảng 30 để thịt cá thấm đều gia vị. Bước 4, đặt chảo và đun sôi dầu sau đó cho thịt cá nanh vừa ướp vào đảo đều cho đến khi thịt chín. 5. Cá nanh heo bao nhiêu tiền một con? Hiện nay cá nanh heo có giá dao động khoảng 150 k đến 200 k con. Bạn nên chọn mua cá nanh heo có cân nặng khoảng 1,5 kg lớn hơn 2 kg. Món ăn nấu sẽ ngon và đậm đà hương vị hơn. 6. Mua, bán cá nanh heo ở đâu tại Hà Nội và thành phố? Hồ Chí Minh. Cá nanh heo được đánh bắt nhiều ở vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Chính vì vậy mà bạn có thể dễ dàng tìm mua cá nanh heo ở nhiều cửa hàng hải sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.